Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ sơn một cái hộp của Stone lập mộc bằng gỗ bằng dòng sơn Elco 25% bóng ha. Rồi, ta cần cái kẹp, cần vải, giấy nhám và sơn. Rồi, điều tiên chúng ta cần phải làm đó là chà nhám. Chúng ta sử dụng nhám 302 chà thật là kỹ ha. Chà làm sao cho nó láng láng mịn như dam bé vậy đó, càng láng càng tốt, càng láng càng đẹp ha. Chà chà thiệt là chà chà hoài chà mãi luôn, chà làm sao cho nó láng láng thật là láng rồi mới làm anh em nha, đừng có nôn nóng ha. Nếu mà mình rờ vô cảm thấy nó hơi nhám nhám sần sần thì đừng có sơn, như vậy sơn nó rất là xấu. Chà làm sao mà rờ lên đưa cái mặt mình mà mình xước nhẹ một cái mà cái mặt mình nó không trầy là được anh em ha. Rồi chà xong á, mình hút bụi nè, đây cái máy hút bụi rất là nhỏ gọn của thương hiệu Black Decker luôn anh em ha. Máy này chưa tới 600 ngàn nữa, 3.6V, sử dụng pin 3.6V dòng pin lithium thương hiệu của Mỹ, bảo hành 1 năm đó. Mình hút hút cho nó sạch nha, bụi nó bay lơ lửng tùm lum trong không khí á, mình nhớ mình hút hút cho nó kỹ. Rồi gỡ cái này ra đi, gỡ này ra cho nó dễ làm đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình xài nha anh em ha. Rồi rất là đơn giản luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy một tờ một miếng vải ha, lưu ý là vải cô tông, đừng có lông ha. Vải không lông nha anh em ha, và đừng cũng có chảy màu nha anh em nha. Rồi giống cái kẹp kẹp lại để chúng ta sơn nó không có bị dính tay nè. Rồi mình mở ra ha. Rồi cứng quá cứng quá cứng quá. Rồi lấy cái kìm nở đại đi, trời ơi đỡ. Rồi không sao anh em ha, mở khỏe lắm không sao hết. Rồi nhớ lắc nha, nhớ lắc, nãy quên lắc á. Rồi mình lắc xong cái bây giờ mình làm gì, mình sơn nè. Đó, nhúng vô, nhúng 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 nhẹ 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 thôi, nhúng vừa vừa thôi, nhúng xong rồi nhớ bỏ cái phần sân sân thừa nha anh em ha. Rồi mình lao lên đi, lao lao đều, lao lên lao xuống, lao lên lao xuống, lao theo chiều gỗ nha, đừng có lao ngược chiều nha anh em ha, đừng có lao ngang, lao dọc tùm lum tùm lao hồi nó xấu quắc luôn á ha. Lao một chiều thôi đó, lao lên cái thấy nó khác liền ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nè, mình lao mặt phía bên kia, trời lao lên cái nó đẹp liền anh em ơi. Cái gỗ gì đâu mà đẹp, gỗ mù cũng đẹp quá anh em ha. Đó mình lao hết tất cả cái góc cạnh, lao thật là kỹ nha anh em ha. Lao thì chắc chắn là sơn nó sẽ dư rồi đó, một hồi mình sẽ lao lại sau đó. Mình lao mặt trên, mình lao mặt dưới, rồi mình lao cái mặt dưới này luôn, cái mặt này nó làm gỗ nó đang dâng ngược mới dơ chứ đó. Nhưng mình cũng phải cố gắng lao làm sao cho nó dâng nó đều nha anh em ha. Đó, cái này là veneer nha anh em ha, veneer phủ. Rồi đó, rồi lao xong mình làm gì nữa, lao mặt trên nữa nè đó. Rồi mình lao xong nữa, mình lao mặt dưới, mình lao lại qua lại coi có chỗ nào mà chưa có ok á, mình lao đi lao lại cho nó thật là kỹ á. Trời ơi, nó bóng nó đẹp, trời ơi cái điện thoại này xấu quá, điện thoại này mà đẹp hơn nữa là đảm bảo với anh em là nhìn là ghiền luôn á đó. Cái điện thoại mình nó hư camera rồi à, nhưng mà cũng ráng quay lên cho anh em coi ha. Đó đã đó, mình lao luôn cái nắp nè, đó là cái nắp, ra mặt dưới luôn đi chi, để chống nước ha, chống mối mọt luôn cho nó xài cho nó bền đó. Mình dư sơn mà đó, cái hũ sơn này chỉ có 100 khoảng 230 anh em ơi, rất là rẻ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì nữa đây, đây mình lao sơn dư, dư đừng có để lại nha anh em ơi, dư để lại nó xấu lắm đó. Mình cứ lao đi, đừng có ngại cái gì hết, mình cứ lao đi đó, lao đi nó sẽ đẹp đó. Trời ơi, mới một lớp thôi mà đã như vậy rồi, chịu không nổi luôn anh em ơi, trời ơi nó đã, trời đó. Giờ mình làm gì nè, mình gắn lại nè đó, gắn lại đó, đó xong rồi đó. Thì đây là cái hộp mình đã lao xong một nước. Nếu mà anh em nào thích đẹp hơn thì chúng ta có thể lao thêm 2 nước, 3 nước, 4 nước, tùy anh em ha, tùy anh em thôi. Mình rảnh thì mình lao ha, mình dư sơn thì mình lao, còn nếu mình không dư thì mình lao một lớp thôi. Rồi bây giờ mình so sánh nè, đó cái hộp chưa làm là cái hộp làm rồi đó, anh em thấy nó khác gì không, trời nó khác rất là nhiều luôn anh em ơi, nhìn vô thấy khác hẳn luôn ha. Rồi bây giờ mình đã có một cái hộp hôm qua mình lao rồi, bây giờ mình sẽ chà nhám. Đầu tiên là anh em phải xả một lớp nhám. Nhám này khoảng 320 đến 400, xả vừa vừa thôi, đừng xả quá mà coi như sơn lại từ đầu nha mấy ông. Đó xả vừa vừa thôi, đó. Rồi xả cái góc cạnh nè, rồi xả nhám ha. Khi mà mình xả nhám thì mình xem là có ra được cái bột gỗ không là ok, còn nếu mà xả mà nhìn tại giấy nhám mà nó dính tức nghĩa là chưa đủ khô ha. Rồi hút bụi nè, đó hút rất là khỏe luôn, hút rất là ngon luôn, cái máy rất là gọn luôn anh em ha, rất thích cái máy này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lao nè, đó bây giờ mình lao nè. Đó, lao bụi trước đi, lao bụi trước rồi rau sơn sau. Rồi bây giờ lấy nè, sơn nè, đó ngon lành chưa, đợi nha đó, vệ sinh chút cho nó dư sơn anh em ha, nó bị dư sơn nãy, bị rớt ở bên trong rồi, hơi bị nhiều sơn hồi mình nhớ lao lại nha, đừng có để nó nhiều quá nhìn nó xấu lắm. Nó phải thật là mỏng, lớp càng mỏng thì càng đẹp nha anh em nha, càng mỏng càng đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ sơn lên nè, đây sơn một lần rồi đó anh em ha, giờ sơn lần hai nè, sơn lần hai nè đó. Đó anh em là thích bóng nhiều á thì lấy cái dầu bóng 50% hoặc là 100%, còn anh em làm hết sang á, bóng ít thôi, bóng vừa vừa thôi là 25% hoặc là không bóng luôn anh em ha, là mờ á đó. Ở đây mình có đủ độ luôn cho anh em luôn á đó. Đó mình lao hết tất cả góc cạnh nè, đó cuốn lại cho nó gọn anh em, cuốn lại cho nó gọn đó. Đó. Là làm sơ sơ thêm trong chút xíu, rồi hút bụi đó, hút cho nó hết ha anh em ha. Rồi bây giờ làm gì, lao cái phần sơn dư đó.
đó 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 anh em thấy không, cái chuyện mình lao đi nó rất là quan trọng luôn, lao cái phần sơn dư đi để chi nó không có dính tùm lum, ta lao một hồi nó dính cái dấu tay mình nó xấu lắm anh em ha. Rồi lao luôn cái nắp này còn dư nhiều nè, đó lao lao đó. Rồi vậy là chúng ta đã lao xong rồi đó, lao này lớp 2 luôn anh em ha, tổng thời gian mình làm tầm khoảng 5-10 phút thôi, rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ làm gì nữa, rồi gắn cái này bỏ lại đi, gắn bỏ lại đi, bỏ cái kìm nè, quỷ này gắn khó quá, gắn lâu quá trời. Rồi gắn rồi anh, rồi rồi nhét vô đó, vậy xong rồi, vậy xong rồi. Bây giờ làm gì nữa đi, bây giờ mình show ra cho anh em xem. Đó đây là sự khác biệt nè, cái bên phải đó là làm đã lên 2 lớp, cái bên trái là 1 lớp đó, anh em thấy không, khác biệt ha. Đương nhiên thì nó không quá khác biệt nhiều rồi đó, do mà chúng ta làm cũng hơi gấp, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy nó khác anh em ha. Đó mình lớp lớp thêm một miếng nữa nè, đó mình thêm thêm một sơ sơ một lớp mỏng 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 nè đó, để cho anh em thấy được cái sự khác biệt rõ ràng giữa hai cái màu sơn. Đó, 2 lần sơn 1 lần, 2 lần một cái là 1 lần đó. Rồi ngon lành luôn, rồi làm xong gì nữa, rồi cho anh em coi thôi đó. Rất là đơn giản luôn anh em, cái sơn này rất là dễ xài luôn và rất là an toàn anh em nhé, có thể sử dụng cho cả đồ dùng thực phẩm nha, chẳng hạn như là thớt hay là muỗng rồi nĩa là anh em xài đũa rồi xài ok luôn, chuẩn an toàn cho trẻ em luôn, làm đồ chơi rồi là ok ha. Rồi lau thêm một phần sơn dư phần hơi nha, cái xung quanh cho nó đẹp coi nó. Rồi quay lại cho anh em coi cho nó đẹp nè, nó đã nó với cái hộp như thế này mà anh em thấy bán có 95.000 thôi. Đương nhiên là lúc đó mình chưa sơn nha, anh em nào sơn á thì anh em mua sơn về sơn nha, còn nếu mà muốn em bên mình sơn nữa thì nó phải mất tiền thôi, vì không sơn nó cực anh em nha. Đó lấy cái máy hút bụi hút nè, đó hút 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 đó cho nó sạch sẽ gọn ghẽ đó. Đó, rồi xong, vậy là xong rồi anh em ha, vậy là mình đã có thể show cho anh em được cái sử dụng cái dòng top câu 25% rồi đó. Anh em có thể mua đặt hàng trên website slow.vn hoặc có thể bình luận dưới video để các bạn tư vấn hỗ trợ thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.